chào tất cả em viên tiếp theo của mình. À quên, ôi bỏ khẩu trang em ạ. Vì là tại vừa rồi ở Đài Loan cũng có một số ca mắc nhiễm virus cấp anh ạ. Thế là bà người Đài Loan người ta khuyến cáo đi đâu cũng phải đeo khẩu trang ạ. Thế là mình đeo khẩu trang rồi. Cứ phải chấp nhận theo kỷ luật của nhà nước thôi. Thì clip ngày hôm nay anh em ạ, mình khá nhiều anh em yêu cầu mình mua pháo trứng đốt. Thì mình cũng đi khỏi khá là nhiều quán rồi ở hiện tại ở Đài Loan ấy, thì nó không có pháo trứng. Mấy cả dạng của pháo cối lại to lỗ vì cái đấy. Nếu mà pháo trứng không biết sử dụng thì nếu mà đốt luôn thì khá nguy hiểm. Vì bên đây nó buôn bán kiểu như là dạng công khai, nhiều khi trẻ con đốt nó đốt ra đường thì kinh lắm. Vì đầy hôm nhung lọ Tết bọn trẻ con nó cứ mang pháo hú nó có đốt ở giữa đường ấy. Nhờ khi mình đi đến game mà. Thì nay đây mình đã chế 3 quả pháo trứng đầy nha anh em nhá. Pháo chế do mình tự làm, tự chế. Thì hôm nay mình sẽ test cho anh em. Đấy, làm theo đúng yêu cầu anh em. Không có pháo trứng của Trung Quốc sản xuất thì đã có pháo trứng của Sơn Sơn sản xuất anh em ạ. Mình là Sơn Sơn anh em nhá. Thì giờ mình sẽ open lửa đâu nhỉ? Chắc anh đây, bình lửa đây. Đây nhá, mình giờ sẽ mình cầm lửa mình đi xuống dưới này mình test cho anh em xem pháo trứng của Sơn Sơn tự chế nhỉ. Cam anh chỉ cần đứng đấy được rồi. Đây em nhá, quả đầu tiên pháo trứng của Sơn Sơn tự chế anh em nhá. Đang chế rồi, mình chế cái pháo bông ngoài nó hơi dài ra để cho nó lâu ấy, vì mình sợ cái ngoài mình không có dây ngoài. Mình phải chế cái pháo bông ngoài đấy, em đang chế rồi nhá. Em thấy hay đừng quên like đăng ký kênh của mình nhá. Ok, lâu thế. Đó, khả năng khá là to anh em ạ. Wow. Lâu vậy. Wow. Anh em thấy được không? Anh em thấy mình chế pháo trứng được không nhau? Nó không bay lên thôi nhưng mà lỗ anh em ơi, nó phải loại là chất. Tiếp theo quả thứ hai nhá. Quả thứ hai. Anh em đừng quên like nhá anh em nhá. Like và share giúp mình anh em nhá. Nó đấy anh em ạ, nó to. Pháo bông này cháy lâu. Nước này cháy luôn anh em ạ. Anh em nhìn nào, anh em nhìn xa pháo không? Giờ chắc mình sẽ đi xa một chút nữa để quay toàn cảnh xa này. Mình đi xa lại ạ, xa cao một chút quay anh em xem toàn cảnh. Đang cháy em nhá, anh em nhìn cái góc sáng ở góc kia kìa. Khá chất đấy. Ba quả trứng là tự tay mình chế. Rồi kìa, xem nó hồi hộp. Ui. Anh em thấy được không? Thấy tài năng của Sơn Chôn không anh em ơi? À quên, tay cứ mãi cầm đây. Đây, ở đây mình vẫn còn 3 quả pháo hoa nữa, pháo ống. Thì giờ mình cầm đi đốt luôn cho anh em xem. Đây, mình có cầm tên là pháo bông. Hôm nay em biết là Đài Loan ngày gì anh em ạ? Đùa chứ đốt từ sáng giờ đốt mới tập tối, bởi cứ rầm mình đít cái tai. Đây nhá, 3 quả đây, giờ mình sẽ ra kia mình cho test cho anh em xem luôn nhá. Còn 3 quả hết rồi, thứ này hết rồi nhá.
của anh em nhá. Không biết là không biết pháo bông nó có xịt được vào trong cái ngoài không. Thì cái ngõ lỗ ngoài nó hơi nhỏ, mình lấy cái pháo bông ấy nó mình chọc vào mà. Không biết có được không. Mà tất cả anh em cùng xem nhá. Đang cháy rồi. Cái pháo bông nó phải chạy vào mất mấy giây nữa. Má cháy. Đúng thế nhỉ? Đúng thế. Wow. Nhanh quá. Nhanh quá. Thanh niên cam vẫn cứ phải nóng quá anh ơi. Cần đó nó đang tắt nhẹ rồi. Anh em à. Nó phụt ba quá nhanh ấy. Nhanh nhanh. Anh em thấy không? Thấy xác pháo của mình đốt chưa? Đây thế anh ơi. Banh phát cái này mình toàn cuốn giấy không nhá. Đó, được không? Xong quả kia, đây mình tiếp cho anh em quả kia. Đấy. Xác này. Xác pháo này anh em này. Sáng héo một vùng trời luôn. Đây bao quả về đây. Nhớ mấy đâu. Đó. Chắc là clip mình cũng sẽ xin tạm dừng tại đây nhá. Thì anh em thấy hay đừng quên like và share đăng ký kênh hộ mình nhá. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em. Boom boom.